Những lý do mà các bạn nên bổ sung serum C vào trong chu trình chăm sóc da của mình. Nếu như những bạn nào vẫn còn đang bỏ qua thành phần này trong quá trình chăm sóc da thì có lẽ là một cái điều thiếu sót khá là lớn cho làn da của các bạn. Vậy thì hãy tìm hiểu lý do tại sao mà các bạn nên bổ sung serum C vào trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình trong video lần này của Ngọc nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Nhắc đến vitamin C thì đây là một trong những thành phần rất là phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh này thì hầu như là các bạn thường tăng cường đề kháng bằng vitamin C. Thì đây cũng là một trong những tác dụng phổ biến của vitamin C trong cái vấn đề sức khỏe của các bạn, đó là sẽ tăng cường hệ miễn dịch cũng như là tăng cường đề kháng để giúp cơ thể của các bạn được khỏe mạnh hơn cũng như là có nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra thì cái việc mà các bạn bổ sung serum C vào trong làn da các bạn cũng cực kỳ là tốt. Bởi vì sao? Thì những cái lý do sau đây sẽ giúp các bạn hiểu. Thì đầu tiên các bạn sẽ cùng tìm hiểu một chút, đó là serum C là gì và vitamin C là gì. Hiện nay thì trên thị trường thì phổ biến nhất ở dưới dạng các cái nhóm dẫn xuất của vitamin C đó là N-ascorbic acid, cũng như là dưới dạng này thì cũng là cái dạng mà bền vững nhất của C và thẩm thấu được tốt trên làn da các bạn. Trong cái vấn đề sức khỏe mà bổ sung C bằng đường uống thì nó rất là quan trọng rồi. Tuy nhiên thì trong cái video lần này thì Ngọc sẽ nói chủ yếu về serum C là đường bôi để giúp cho làn da các bạn. Tác dụng của serum C trong vấn đề cải thiện làn da các bạn, nó sẽ giúp da các bạn được đều màu hơn và ngăn ngừa những cái dấu hiệu lão hóa da các bạn, bằng cách là khi các bạn sử dụng serum C thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề là tăng sắc tố ở trên làn da các bạn. Và đối với thành phần serum C thì hầu hết là sẽ an toàn với tất cả mọi loại da. Tuy nhiên thì không phải là da nào các bạn cũng có thể sử dụng được. Cho nên là cái vấn đề mà xảy ra kích ứng đối với serum C thì nó không phải là không có. Và tùy vào cái loại da khác nhau thì các bạn sẽ sử dụng và lựa chọn cho mình một loại serum C là phù hợp với làn da của mình. Các bạn có thể sử dụng chung với các cái nhóm thành phần khác như là retinol hay là các loại kem dưỡng có chứa những thành phần dẫn xuất của AHA thì nó cũng không hề gây kích ứng da. Tuy nhiên thì không phải là không có trường hợp nào bị gây kích ứng, cho nên là các bạn trước khi sử dụng thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nhé. Cái tác dụng số 2 của serum C đó là sẽ giúp cho da các bạn được dưỡng ẩm tốt hơn. Theo nghiên cứu thì cái khả năng là dưỡng ẩm và giữ ẩm cho da các bạn, hạn chế cái vấn đề mất nước qua da, nó sẽ tốt hơn nếu như mà khi các bạn sử dụng serum C. Tác dụng tiếp theo của vitamin C trong vấn đề là cải thiện da các bạn là sẽ giúp làm hạn chế cái vấn đề mẩn đỏ da và tăng sắc tố ở trên bề mặt da các bạn. Nếu như mà những bạn nào mà hay phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì khi các bạn sử dụng serum C thì sẽ giúp cho các bạn làm tăng cái hiệu quả chống nắng này và hạn chế giảm đỏ, mẩn đỏ của sắc tố tia UV nó chiếu đến trên làn da các bạn. Tuy nhiên thì Ngọc muốn nhấn mạnh một điều, đó là cái tác dụng chống nắng của serum C cũng cực kỳ là tốt, tuy nhiên thì nó không thể nào thay thế cho kem chống nắng được. Cho nên nếu như mà các bạn sử dụng serum C thì các bạn cũng cần phải kết hợp với kem chống nắng để tăng cái hiệu quả chống nắng tốt hơn. Tác dụng tiếp theo là sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ hình thành các cái đốm nâu ở trên làn da các bạn và hạn chế cái vấn đề là hình thành các cái sắc tố melanin. Khi các bạn sử dụng serum C thì khả năng serum C sẽ giúp làm triệt tiêu những cái hắc sắc tố melanin ở trên làn da các bạn. Và điều này sẽ giúp cho các bạn là hạn chế hình thành những cái vết thâm hay là vết mờ đốm nâu ở trên làn da các bạn, đặc biệt là đối với những bạn nào mà đang trong quá trình mà điều trị nám da hay là tàn nhang thì vấn đề các bạn sử dụng serum C cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể bổ sung cho mình cái thành phần này trong quá trình chăm sóc da hàng ngày. Serum C còn giúp cho làn da các bạn là thúc đẩy sản xuất ra collagen. Bình thường thì theo độ tuổi thì collagen ở trong cơ thể các bạn sẽ ngày càng bị hao hụt đi và không tự tổng hợp lại. Thì khi các bạn sử dụng serum C thì nó sẽ giúp làm tăng cái độ tổng hợp và sản xuất collagen ở trong da các bạn. Đây cũng là một trong số những lý do là khi các bạn sử dụng serum C sẽ giúp da các bạn ngày càng trẻ hóa hơn và căng hơn. Đặc biệt là khi các bạn mới sử dụng serum C, các bạn sẽ thấy luôn là cái hiệu quả là căng bóng da hơn. Nó không nói là tất cả những loại serum C nào cũng đều có hiệu quả như vậy. Tuy nhiên thì nếu như các bạn lựa chọn cho mình một loại serum C đúng với hiệu quả của nó thì chắc chắn là hiệu quả sẽ rõ rệt trên da các bạn. Ngoài ra thì vitamin C rất giàu các chất chống oxy hóa. Và các chất này sẽ giúp làm da các bạn được chống oxy hóa tốt hơn và trung hòa các gốc tự do. Chính vì thế thì sử dụng serum C trong quá trình chăm sóc da hàng ngày của bạn sẽ giúp cho da các bạn ngày càng trẻ hóa hơn và cũng như là ngăn ngừa được những cái dấu hiệu lão hóa ở trên nền da các bạn.
Tổng hợp lại, nói chung là tác dụng của serum C rất là nhiều. Nhưng mà vừa rồi là Ngọc cũng đã nêu ra một số những cái tác dụng tiêu biểu nhất của serum C để giúp các bạn có thể hiểu được phần nào là lý do tại sao mà các bạn cần bổ sung serum C trong quá trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Tuy nhiên thì không phải là độ tuổi nào chúng ta cũng cần thiết phải sử dụng. Nếu như các bạn hỏi Ngọc rằng là 18-20 tuổi các bạn có thể sử dụng được hay không, thì cái độ tuổi tầm 18-20 tuổi các bạn chưa có quá nhiều những cái dấu hiệu lão hóa da, độ tuổi này các bạn có thể là cân nhắc không nhất thiết phải sử dụng serum C. Trong cái độ tuổi này thì các bạn thường xảy ra những cái vấn đề như là bị mụn và tăng tiết bã nhờn, thì trong độ tuổi này các bạn hãy tập trung là giảm tiết bã nhờn này và hạn chế những cái vấn đề là bị lên mụn. Nếu như ngoài độ tuổi 20, từ 23 cho đến 25 tuổi trở ra thì các bạn cần phải bổ sung serum C vào trong quá trình chăm sóc da hàng ngày của mình, bởi vì độ tuổi này các bạn bắt đầu có quá trình lão hóa xảy ra rồi, và có thể là da các bạn hình thành những cái đốm nâu sắc tố ở trên bề mặt da. Đặc biệt là những chị em nào ngoài 30 tuổi thì đối với độ tuổi này các bạn lại càng phải bổ sung serum C trong quá trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Dĩ nhiên là khi chúng ta sử dụng những một cái sản phẩm nào đó thì các bạn cũng cần phải kiên trì, cũng như là phải sử dụng trong một thời gian dài thì mới thấy có hiệu quả và tác dụng rõ rệt. Cho nên là cái chìa khóa để giúp các bạn có đạt hiệu quả thành công hay không, các bạn hãy cố gắng là sử dụng serum C hàng ngày và kiên trì điều đặn, sẽ giúp cho làn da các bạn cải thiện trông thấy và rõ rệt. Khi sử dụng serum C, nếu như mà các bạn cảm thấy có những cái dấu hiệu gì khó chịu hay kích ứng da thì các bạn nên tạm ngưng và hãy tham khảo những ý kiến của người có chuyên môn để giúp các bạn có thể hiểu được hơn, cũng như là sử dụng cho mình một loại serum C hiệu quả. Dĩ nhiên là không phải là serum C nào cũng đều có tác dụng, cho nên là riêng Ngọc thì Ngọc luôn đánh giá cao những cái sản phẩm serum C có những cái thành phần đi kèm, trong đó nó có đắt giá hay không này, chưa kể là về cái công nghệ sản xuất của sản phẩm đó. Cho nên là những cái sản phẩm có chứa thành phần vitamin C mà nó hơi cao một chút thì chắc chắn là cái khả năng mang lại của nó cũng sẽ tốt hơn so với những cái serum C hay những loại vitamin C mà giá thành rẻ. Ngọc mong rằng là những chia sẻ của Ngọc trong video lần này sẽ giúp chị em hiểu được phần nào, và các bạn sẽ hiểu được lý do tại sao mà chúng ta cần phải bổ sung serum C trong quá trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Nếu như chị em nào chưa bổ sung thành phần serum C vào trong chu trình chăm sóc da hàng ngày thì hãy cố gắng là bổ sung ngay lập tức để giúp da của mình chống lão hóa tốt hơn, chống oxy hóa tốt hơn và những cái dấu hiệu hình thành đốm nâu ở trên làn da các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn ở những video sau. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Ngọc để không bỏ lỡ những video hay tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.